Vâng, xin chào cả nhà, chào tất cả đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Hôm nay Trung đang có mặt ở đây tại khu biệt thự Vườn Lài, An Phú Đông để gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự đơn lập rất là đẹp nha. Một trong những khu biệt thự nổi tiếng nhất hiện nay của khu Vườn Lài, giáp ranh với Gò Vấp, khu biệt thự Centoria. Đó là một khu biệt thự của làm theo phong cách của Nhật ha. Rất là nhiều cây xanh và rất là tiện ích xung quanh, và khu compound rồi đầy đủ ha, tiện ích xung quanh cũng giống như là an ninh ở khu vực này là cực kỳ tốt nha cô chú anh chị. Đó, đường xá giao thông thì rất là thuận tiện, cũng giống như là ở đây chúng ta đi giáp ra là hướng sông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Đây hướng đây là chúng ta cách sông Sài Gòn tầm khoảng 50 mét thôi là chúng ta ra tới sông Sài Gòn, có công viên, có hồ bơi, có khu compound, có tiện ích xung quanh là đầy đủ hết ha. Và cái đặc biệt là cái khu này là nó giáp với lại Gò Vấp nha cô chú chị, đặc biệt là giáp Gò Vấp. Thì chúng ta cách con đường Nguyễn Thái Sơn về chợ Gò Vấp tầm khoảng hơn 3 km thôi là chúng ta về tới Gò Vấp rồi, và cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 7 km nha cả đại gia đình. Căn biệt thự này là một khu biệt thự đơn lập có diện tích bề ngang mà hôm nay Trung muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem. Có diện tích bề ngang 12,5 m, chiều sâu là 27 m, và nở hậu và phía sau là gần 20 m nha cô chú anh chị. Đó, một căn biệt thự phải nói là nó đẹp mà lộng lẫy lung linh luôn ha, nằm trên cái khu phố gọi là đồng bộ sang chảnh đẹp bậc nhất hiện nay của khu biệt thự Vườn Lài Centoria. Đó, nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất là tầm khoảng 6 km thôi. Đó, ở đây là những căn biệt thự đơn lập như thế này. Đó, rất là đẹp ha. Và đặc biệt là mình sống ở trong cái khuôn viên này là chứa về cái tiện ích cũng giống như là cái mảng cây xanh rất là nhiều, an ninh thì cực kỳ tốt luôn, có khu có cổng bao, có bảo vệ và 24/24 nữa ha. Thì thử là chúng ta hoàn toàn không lo về an ninh nha cô chú anh chị. Thì căn biệt thự là chính của chúng ta hôm nay mà chúng muốn gửi đến cho cô chú anh chị xem là căn nhà này. Căn đường số 8 ha, nằm ở khu này. Thì cô chú anh chị nào mà đã từng nghe nói đến khu biệt thự Vườn Lài Centoria thì đây sẽ là một căn đáng sống ha. Một trệt 2 lầu 5 phòng ngủ, có tổng diện tích bề ngang 12,5 m, chiều sâu là 27 m, nở hậu ra là gần 20 m, có 5 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Có 5 phòng ngủ. Hướng thì hướng đông nam, phù hợp với mệnh đông tứ trạch rồi ha. Mọi người xem qua video thì nhớ cho chung một xem, một like, một đăng ký. Cũng giống như là ai muốn quan tâm thật sự mà muốn đi xem cái khu biệt thự này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Vì khu này là khu cầm bao nên có an ninh, có bảo vệ chốt ở bên ngoài. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn vào xem nhà bên trong thì phải liên hệ, có người đặt lịch trước cũng giống như là hẹn trước thì chúng ta mới vào bên trong được nha đại gia đình. Đó, hướng thì hướng đông nam ha. Rồi chúng ta đi di chuyển vào bên trong. Đó, đây là đường trước cửa nhà chúng ta đây, rộng thênh thang để xe hơi xe máy là thoải mái ha. Xe hơi thì tối về chúng ta chỉ việc để ngoài sân ngoài đường thôi, không cần phải tốn bãi gửi xe. Rồi mình đi vào bên trong nào. Đó, bước vào bên trong đây cô chú chị. Khu vực bên trong thì chúng ta sẽ có sân vườn rất là thoáng mát rộng rãi. Sân để xe máy hướng đông nam mát mẻ, phù hợp với mệnh đông tứ trạch hết cô chú chị. Rồi chúng ta tham quan một phòng chi tiết ở bên ngoài, xong là tí nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong ha cô chú anh chị. Tí nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng khám phá tiếp cái không gian này ha. Đây là ở ngoài khu vực sân vườn, chúng ta có cây bưởi nè, rồi có vòi phun nước nè, rất là đẹp luôn nha.
Trước cửa nhà chúng ta có cây khế nữa, gọi là ăn khế trả vàng. Quả mà đến ăn khế thì bắt trả vàng thì mới cho ăn khế nha cô chú chị. Kế bên nhà có cây xoài. Wow, cây xoài trái lủng lẳng luôn, đẹp ghê nè. Bên đây có ông Phật Di Lặc. Và bên trong khuôn viên khu vực vườn đây thì chúng ta sẽ đi di chuyển và tham quan toàn bộ cái khu vực vườn đây, xong mà tí mình vào bên trong ha. Đây nhà mình cũng có cây xoài nè, hình như cây xoài mùa này không có, chưa có trái nha cô chú chị. Khu này ở góc vườn thì chúng ta sẽ có một cái chiêu nhỏ hòn non bộ với lại hồ cá ha, với lại cái căn nhà mát để ngồi uống trà hóng mát ha. Đó, dưới là có hồ cá coi. Đó, đây là có bàn trà tiệc tùng, ngồi đây là quá lý tưởng luôn. Cuối khu vực sân vườn thì có gọi là hồ cá, nước chảy róc rách rất là đẹp. Từ phía sau chúng ta nhìn lên phía trước giống như toàn cảnh khuôn viên cuộc sân vườn này. Căn này có thế nở hậu gần 20m, rất là đẹp ha. Một cái đây là cái chiêu góc vườn nhà đây, ngồi đây là hóng mát cũng giống như là hưởng thụ cái không khí trong lành thì quá là đã luôn cả nhà. Đây là một khu biệt thự này, là phải nói là nơi yên tĩnh đáng sống luôn ha. Từ bên trong chúng ta nhìn ra bên ngoài, đây có cây chè nữa nè, chè cổ. Đẹp ghê luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ mát luôn nha, không khí thì cực kỳ trong lành, nơi đáng hưởng thụ cái cuộc sống ha. Đây là không gian ở từ bên trong nhà, trong khu vực sân vườn chúng ta nhìn ra phía bên ngoài. Nhà chúng ta là tất cả khu vực này là đều làm đồng bộ giống nhau, mang phong cách là Nhật nha cô chú chị. Sau khi khám phá khu vực bên ngoài rồi thì Trung mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi vào bên trong để cùng tiếp tục khám phá cái toàn bộ cái không gian cái căn nhà này ha. Đây, bước vào bên trong thì chúng ta sẽ có tại khu vực phòng khách căn nhà chúng ta đây. Đây là khu vực phòng khách. Wow. Wow, ngồi uống trà là quá trời mát luôn. Rồi, chào cả nhà. Rồi. Cả nhà đang ngồi uống trà. Đây là từ phòng khách chúng ta nhìn ra bên ngoài ha. Đây là toàn bộ cái không gian khu vực phòng khách, xong rồi phòng cái phòng ăn nha cả nhà, phòng bếp. Đây là rồi chúng ta mở cửa ra là di chuyển ra cái phòng cái khu vực khuôn viên đằng trước, trời mát ở phía trước nãy Trung có quay qua, có cửa bên này mở ra thì đang đây là cái khu vực bếp đây cả nhà, rất là rộng rãi thoải mái. Xung quanh thì có cửa sổ ha, rồi có nhà vệ sinh ở góc bên dưới. Nhà thì trang bị thì đầy đủ tiện nghi sử dụng, chủ thì đang rất là cần tiền bán, đang ở nha cô chú chị. Chủ thì đang ở, đang rất là cần tiền bán nên muốn bán một cái mức giá mà thật rẻ luôn cho đại gia đình chúng ta quan tâm. Ai quan tâm thật sự thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với mình nha. Wow.
tăng bất động sản sớm, tài sản lớn thì thực tập kiểu các anh rồi. Ta lên trên lầu nhá. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên trên. Tại khu vực trà trên lầu rồi cô chú anh chị. Đây là không gian khu vực lầu 1 ha. Lầu 1 thì chúng ta cũng có một cái phòng khách lớn ở đây. Đó, một phòng khách lớn. Rộng rãi thoải mái như thế này để sinh hoạt chung cho gia đình tại lầu 1 ha. Đây là khu vực trưng bày. Đó. Còn đây là tại khuôn viên lầu 1. Thì lầu 1 thì lầu 1 mình có 3 phòng đúng không chứ? Lầu 1 mình có 3 phòng như cô chú chị. À đây. Khu vực lầu 1 thì chúng ta sẽ có 3 phòng để ngủ rất là lớn như thế này ha. Rộng rãi thoải mái. Có nhà vệ sinh ở bên trong nha. Và có cả ban công nữa nha cả nhà. Thử nhà thì chính chủ đang ở nên chung cũng một số hạng mục chung cũng sẽ không quay nhiều. Quay đại khái cho chú anh chị cùng xem thôi. Đây là khu vực ở giữa thì chúng ta sẽ có nhà vệ sinh sử dụng chung cho khu vực lầu 1 ha. Lầu 1 chúng ta có bao gồm 3 phòng. Phòng nhà vệ sinh rất là lớn ha. Đây cũng có một phòng đó, phòng này đang có người ở nên thử chung cũng không tiện quay. Và phòng kế bên cũng có một người ở nên chung cũng không quay ha. Và chúng ta sẽ khám phá. Rồi tiếp tục khám phá cái khu vực phía trước, phòng phía trước tại lầu 1. Đây là khu vực phía trước tại lầu 1. Thì lầu 1 hiện tại thì có 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Đây là phòng thờ gia tiên của gia chủ nên là mình cũng chỉ quay sơ sơ qua thôi nha cô chú chị. Đó, đây là cái view ở tại sân thượng chúng ta. Nhìn xuống bên dưới nè. Cảnh quan quá trời đẹp luôn. Cảnh quan quá trời đẹp. Nhà biệt thự đơn lập liền kề. Và sau khi khám phá khu vực lầu 1 thì chúng mời cô chú chị cũng giống như mọi người lên bên trên để cùng khám phá tiếp nha. Vâng, đây là khu vực tại lầu 2 đây. Vâng, khu vực lầu 2 thì có một cái sân rất là rộng như thế này luôn. Đây là bộ đồ nghề của anh chủ dùng đánh gôn ha. Đây là phòng để đồ. Phòng phơi đồ. Máy giặt. Còn đây là khu vực đánh gôn của anh chủ đây. Chủ nhà là thích chơi gôn ha. Có cái phòng tập gôn ở đây nè cả nhà. Rồi chúng ta di chuyển lên sân thượng. Xem cái view trên này xem nó có gì ha. Wow, lên tới trên này nó mát mẻ. Wow, trên sân thượng này mọi người. Khu vực trên sân thượng thì chúng ta nhìn xung quanh toàn bộ cái khu biệt thự này ha. Rất là đẹp luôn. Đây chúng ta có thể nhìn tới cầu đỏ Bình Lợi luôn nè. Rất là gần. Và sát bên là ấy luôn này nha mọi người. Sát bên là sông Sài Gòn, biệt thự xung quanh. Đối diện bên kia là cái làng biệt thự của bên Thủ Đức á mọi người. Bên kia sông Sài Gòn là Thủ Đức, bên này là của quận 12 ha. Quận 12 thì khu này là khu Vườn Lài, biệt thự Vườn Lài, Centuria. Đó, như vậy là Trung mới vừa quay qua cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn qua một căn biệt thự đơn lập tại
khu vườn lài An Phú Đông, nằm khu biệt thự Centuria, một mang phong cách của Nhật ha. Một nơi tiện ích rất là đáng sống luôn nha cô chú anh chị. Tiện ích của ông nơi này rất là đáng sống. Thì căn này anh chủ nhà đang rất là cần tiền bán, cái mức giá cũng khá chi là mềm. Và tổng diện tích cái khuôn viên đất này là bề ngang là 12,5 m, chiều sâu là 27 m, tổng diện tích là 388 m² đất thổ cư ha cô chú anh chị. Và nở hậu ra là gần 20 m, lúc một trệt hai lầu. Thì toàn bộ cái không gian mà Trung vừa quay qua cho cô chú anh chị đây, tiền giá đang chào bán chỉ 35 tỷ, mà chúng ta còn được thương lượng trực tiếp với bên chủ nhà. Thì cô chú anh chị nào mà thật sự quan tâm, thật sự mà hào hứng ở một cái khu sạch sẽ đáng sống như thế này, thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Chúng sẽ dẫn cô chú anh chị cũng giống như mọi người đến xem trải nghiệm thực tế cái căn nhà này. Thì căn nhà này Trung nói trước là khu biệt thự có còm bao, thử là an ninh tuyệt đối 24/7. Vì thế nên mọi người mà xem qua video này muốn đi xem khu biệt thự này thì phải liên hệ trước với Trung để Trung hẹn lịch với anh chủ nhà thì mới vào bên trong xem nhà được nha cô chú anh chị. Rồi một lần nữa Nhà Đất Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ share, like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nhà Đất Sài Gòn mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp để gửi đến cho đại gia đình chúng ta cùng xem nha. Nhà Đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn. Xin chào.